chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó mà có những câu chuyện ma á, do chính bản thân mình gặp được nè, hoặc là mình có nghe kể lại những câu chuyện ma có thật đó mà mọi người muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những các bạn khác cùng nghe đó, thì các bạn cũng có thể gửi về cái email của mình là tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không á, thì các bạn cũng có thể là kết bạn Zalo với mình đi và các bạn hãy gửi chuyện về. Thì cái số Zalo của mình á, là 0938773799. Cái email và cái Zalo mình đều để ở bên dưới cái phần mô tả của video này ha mọi người ha. Nếu mà mọi người thấy mà nhắn tin á, nó phiền phức quá, nó lâu lắc quá đó, thì mọi người cũng có thể là ghi âm lại. Mọi người có thể là trong Zalo mọi người ha, thì nó có cái phần mà ghi âm đó, thì mọi người cũng có thể là ghi âm lại để mọi người gửi chuyện về cho mình. Rồi, ngày hôm nay đó là mình sẽ tiếp tục mình kể lại những câu chuyện của chị Ngọc Chiếu mọi người ha. Lúc trước đó, chị Ngọc Chiếu đã gửi mình cho một cái danh sách chuyện rất là dài luôn. Và mình phải kể, mình sẽ dành riêng tập 29, tập 30 để mà kể những câu chuyện của chị này. Nhưng mà khi mà trong cái quá trình chị gửi á, là chị gửi suốt một tuần lễ đó chị mới gửi hết được, tại vì chuyện nó quá dài đi. Thì trong cái quá trình chị gửi đó thì có những bạn khác, các bạn cũng đã gửi vào, các bạn cũng đã kiểu như các bạn xen vào giữa, các bạn gửi vào đó, nên bắt buộc là mình phải kể chuyện của chị Ngọc Chiếu hai tập 29-30, và từ tập 31 đến tập 35 á, là mình phải kể những câu chuyện của những bạn khác. Và ngày hôm nay đó, tập 36 á, là mình tiếp tục mình quay lại những câu chuyện của chị Ngọc Chiếu mọi người ha. Thì nếu mà mọi người xem á, thấy hay đó, thì mọi người hãy bấm đăng ký nè, mọi người bấm bật chuông nè, và đừng quên là phải là chia sẻ cái video của mình đây rộng rãi cho tất cả các bạn bè của mình cùng coi. Ví dụ như là chia sẻ trên Zalo, trên Facebook nè. Thì khi mà nhiều người biết tới đó, thì người ta có những câu chuyện ma hay đó, người ta sẽ gửi về cho mình và mình sẽ tiếp tục kể lại cho các bạn nghe ha mọi người ha. Rồi thôi, hôm nay mình sẽ tiếp tục vào cái câu chuyện của chị Ngọc Chiếu luôn ha mọi người ha. Thì vào năm 2015 đó là chị có mua một căn nhà ở trên đường quốc lộ 13. Thì cái căn nhà này là nó gần với lại cái căn nhà mà chị đã gửi chuyện cho mình ở hình như là tập 29 thì phải. Đó là cái đó là một căn biệt thự có ma. Và sau này tầm khoảng 10 năm, mười mấy năm đó là chị lại tiếp tục mua một căn nhà ở trên đường này luôn, trên cùng con đường luôn, nhưng mà là căn nhà khác mọi người ha, cho mọi người dễ hiểu. Thì căn nhà này là căn nhà là nó có 4 tầng và nó ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức mọi người ha. Thì chị nói khi mà cái đêm đầu tiên mà hai vợ chồng chị mới vừa dọn vô đây ngủ thôi, ngay cái đêm đầu tiên thôi, lúc mà chị ngủ á là chị đã nằm mơ. Lúc này là giấc mơ nha mọi người nha. Lúc này là cái giấc mơ là chị thấy là có một người đàn ông đang nằm kiểu như là chị nằm nghiêng á, trên giường mình nằm nghiêng qua chứ không phải nằm ngửa hay nằm sấp nha. Chị đang nằm nghiêng qua. Thì chị thấy có một người đàn ông là ở đằng sau lưng, kiểu như là chọc mình á, nằm ở đằng sau lưng mình và lấy cái tay, cái chân gì đó là thúc thúc vô cái mông của chị, giống như là dê chị gì đó mọi người. Thúc thúc đẩy vô cái mông của chị nè, để kêu là chị đang nằm là chị phải ngước hất hất người lên đi nè. Đó, thì chị thấy rất là lâu luôn, chị thấy là cái người đàn ông này cứ giỡn như mình hoài à, nhưng mà chị không, trong giấc mơ chị không có thể nào mà chị quay qua để mà chị nhìn thấy cái mặt của người này được. Chị chỉ biết cái người đó là cái người đàn ông thôi. À, biết là cái người đàn ông mà đang đẩy vô cái mông mình vậy thôi. À, là một lúc lâu sau đó là chị giật mình dậy, là kiểu là chị thoát khỏi giấc mơ đó, là chị tỉnh giấc đó. Nhưng mà kỳ lạ cái là khi mà chị tỉnh giấc như vậy đó là chị còn thấy cái người mình là đang bị đẩy nữa, nhưng mà ở đằng sau lưng mình là lúc này là chồng mình. Nhưng mà chồng mình thì chắc chắn là chị đó là chồng chị không có làm vậy đó. Nhưng mà khi mà chị tỉnh giấc vậy, chị còn thấy là cái người, cái mông của mình là đang nhúc nhích, đang hảy mà giống như là có người bị đẩy vậy đó, có người đẩy vậy mọi người. Đó, rất là kinh dị luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất nha. À, mình xin nói một chút xíu là chị gửi về những câu chuyện là liên quan tới những căn nhà ma của chị là nó không có theo một cái chuỗi thời gian nào hết. À, chị là kiểu là chị nhớ bao nhiêu là chị gửi về bấy nhiêu. Chị gửi những cái mẫu chuyện ngắn và những cái hiện tượng lạ thôi. Nên nhiều khi á, những câu chuyện mình kể đó nó không có liên quan với nhau thì mọi người cũng đừng thắc mắc nha. Tại vì những câu chuyện nó cũng xảy ra rất là lâu rồi nên chị không có nhớ rõ đó. Chị nhớ tới đâu chị kể tới đó thôi. Nên nó thường giống như là cái câu chuyện nó kết thúc ngang vậy đó mọi người ha. Nó không có kiểu mà liên kết câu chuyện này liên kết với câu chuyện kia. Mình nói trước cho mọi người thông cảm. Và một lần nữa là cái lần này đó là vào khoảng tầm 4 giờ chiều. Lúc này là chồng chị đó là đã bắt đầu là đi rước con đi học rồi. Tại thường thường á là 5 giờ rưỡi là con mới đi học ra. Nhưng mà tại vì trường rất là xa nhà nên là chồng chị tầm khoảng 4 giờ 15 rồi đó lên xe bắt đầu là chạy đi rước con rồi.
Đó thì khi mà chồng chị đi rước con đó là chị ở nhà một mình thôi, và chị đang ngồi ở trong trong phòng ngủ của mình á để mà coi tivi. Thì phòng của chị là có gắn máy lạnh nên cái cửa của chị đó là chị đóng cửa lại chứ không có mở cửa. Thì khi mà chị đang ngồi chị coi tivi gì nè thì tự nhiên cái cửa nó mở từ từ ra. Mà chị nói cái nhà của chị xây là không có giếng trời, và cũng kiểu như là không, kiểu là cái nhà mà cái nhà kính luôn nha, cái nhà kính bưng luôn mọi người ha, không có cái không có cửa, không có cửa sổ, và trong nhà thường thường là rất là hầm luôn đó, bên ở bên ngoài cũng không có quạt gì chân á, mà không là cứ là không bao giờ có cái luồng gió nào mà có thể mà đẩy cái cửa đó ra được đó. Và chị thấy rất là lạ luôn, tự nhiên cái cửa nó mở ra đó. Thì chị đứng lên thì cũng đi lại chị đóng, chị nghĩ ừ chắc là cái cửa nó bị hở nên nhiều khi ba cái bản lề á, nó bị nghiêng á nên là cái cửa nó mới mở ra như vậy đó. Là chị bắt đầu chị đi lại chị đóng cái cửa lại nha, đó là chị tiếp tục chị lại cái chỗ tivi chị ngồi chị coi. Thì chị nói chị là chị coi tầm khoảng nó nhanh lắm, nó tầm khoảng giống như là cỡ 10 giây 15 giây sau, nghĩa là chị mới vừa ngồi xuống liếc mắt lên tivi cái thôi đó là cái cửa đó nó tiếp tục lại mở ra. À, nó mở ra và nó không có phát ra âm thanh gì hết trơn, nó chỉ là mở ra vậy thôi. À, rồi bắt đầu là chị thấy là mở hơi hơi kỳ kỳ rồi nha, nhưng mà lần này là chị cũng trấn an mình lại và bắt đầu là chị đứng lên chị lại chị đóng cái cửa, đóng lần này là chị đóng cửa mạnh lên, là chị đóng cửa nghe một cái rầm luôn, đóng cửa lại và chị còn dặn cái khóa nữa, cái chốt khóa mọi người, chị còn dặn cái chốt khóa nữa đó. Thì bắt đầu là chị quay lưng và chị bắt đầu đi về phía cái giường để mà chị bắt đầu chị ngồi coi tivi tiếp đó nha. Lúc này là hơi sợ sợ, kiểu là hơi kiểu như là à, thấy nó là ngộ ngộ hơi ớn ớn thôi chứ chưa phải là chưa chứ chưa phải là sợ, tại vì chưa khẳng định là ma mà mọi người. Thì chị nói khi mà chị vừa quay lưng chị nói chị đi, trời ơi, chị đi mới vừa ba bước chân thôi, chị đi vừa ba bước chân thôi là chị nghe một cái cọc, là cái dặn khóa hồi nãy là nó mở ra luôn mọi người ha. Thì khi mà muốn dặn được cái đó là chỉ có khi nào mà có người nào dặn thôi, chứ không bao giờ mà kiểu bị gì mà gió hay là sao mà dặn được cái chốt khóa đó đó. Chị nói là khi mà chị vừa quay lưng chị đi được ba bước thôi đó, là còn khoảng hai bước hai ba bước chân nữa mới tới cái giường, là chị nghe một cái cọc cái đó, và chị thấy là cái cửa là cái cảm giác cái cửa nó đã mở ra rồi nha. Chị không có nhìn, chị không, lúc này là chị hoảng quá, chị đâu có dám quay lại chị nhìn cái cửa đâu, mà chị biết là nghe một cái cọc vậy là cái tiếng chốt khóa của mình, là chị biết chắc chắn cái cửa nó mở giống như hồi nãy rồi, là hả chị không quay lại luôn nha, chị phóng một cái dèo ra qua ngoài ngoài ban công luôn đó, tại vì cái phòng ngủ chị có một cái ban công á, là chị phóng một cái dèo ra ngoài ban công, là chị đứng ngoài đó chị kéo màn chị đứng ngoài ban công chị đợi chồng chị về luôn đó. Chị không, chị không dám bước vô phòng mà cũng không có dám mà chạy ra khỏi phòng nữa, tại vì nó sợ quá. Nhiều khi chị nghĩ là ra cái phòng nhiều khi gặp ai ngoài đó chắc là xỉu tại chỗ luôn đó. Là chị đứng ở ngoài đó chị nói chị đứng hả, đứng ngoài ban công cái tiếng đồng hồ vậy đó, đứng nhìn xuống dưới nhà vậy đó, khi nào mà thấy chồng mình từ xa chạy về đó rồi bắt đầu là chồng mình vô tới trong sân nhà rồi đó, thì chị mới dám là phóng ra mở cửa mà đi 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 xuống dưới lầu kể lại cho chồng mình nghe. Rồi tiếp theo á là hai cái mẫu chuyện ngắn chị này cũng kể lại trong căn nhà này á, và nó rất là kinh dị luôn. Mặc dù là khi chắc mình kể ra đây á thì mọi người nghe có vẻ là nó hơi vô lý chút xíu đó, nhưng mà theo mình nghĩ là chắc có lẽ là do là chị á, là những cái thời mà chị còn trẻ là chị học duyên âm á, và chị dễ bị quỷ phá, và hai cái trường hợp sau này á là chắc không phải là ma nữa mà là quỷ luôn đó. Thì các bạn nghe nếu mà cũng có thấy vô lý hay gì đó đó thì mọi người cũng thông cảm, nhiều khi đây là những cái chuyện có thật mà tại vì lần đầu mình nghe nên mình thấy nó vô lý thôi đó. Nếu mọi người thấy thấy đúng hay không, hay là có đúng sự thật hay không đó, thì mọi người hãy comment ở phía dưới nha. Thì chị nói á, cái đêm đó, cái đêm hôm đó là tại vì con hai đứa con của chị là ngủ phòng riêng và vợ chồng chị là ngủ phòng riêng, thì khi mà đang ngủ vậy đó là chị nghe cái tiếng rầm 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 rầm, nghe cái tiếng bước chân của con mình á là chạy qua, chị nghe rầm rầm ngoài hành lang chạy qua và nghe cái tiếng đập cửa ầm 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 vậy đó. Và hả hai đứa con á, có hai đứa con nó khóc, nó mếu máo ngoài cửa, nó kêu mẹ ơi mở cửa cho con, mẹ ơi mở cửa con, mà kiểu như là nó kiểu gì là nó hoảng sợ quá đó mọi người ha, nó kêu cứu, nó giống như mà nó đập cửa kêu cứu, vừa khóc vừa kêu cứu vậy đó. Thì khi mà chị đi ra đó, chị mở cửa ra, chị vừa mở cửa ra là hai đứa này nó ào vô, nó ào vô lòng chị, nó ôm chị cứng ngắc luôn. Và chị bắt đầu là chị dẫn nó lại giường đó, và một đứa là ôm ba, một đứa là ôm mẹ, ôm mà khóc rất là nhiều luôn đó. Thì chị mới đứng lên chị đi lại chị múc ly ly nước và chị bắt đầu là kêu hai đứa uống, và hả bắt đầu là ngồi là lấy dầu sức cho nó nè, và vuốt lưng vuốt ngực nó cho nó bình tĩnh lại đó. Mà tầm khoảng nửa tiếng sau á
Thì khi mà nó bình tĩnh lại rồi đó thì chị mới hỏi là cái chuyện gì mà tụi bay chạy qua đây dữ vậy, thấy ma phải không? À, chị hỏi vậy luôn mà, thấy ma phải không? Thì ở trong hai đứa đó có một đứa là nó gan hơn một chút xíu, nó gan hơn một chút xíu á, thì nó nói dạ mẹ ơi con đang ngủ vậy đó, thì tự nhiên là con nằm mơ là con thấy là con đang bay, có giống như là ai mà đang nhấc con lên khỏi giường vậy đó, giống như là con đang bay thì con cứ tưởng là con mơ không mà đó. Thì khi mà con nghe cái tiếng cái gì cái tiếng là cái người con còn lại là chị không có nói rõ là hai người đó anh em như thế nào đó, thì kiểu kiểu như là đại khái như là nghe cái tiếng của cái người con còn lại kêu á là anh hai làm gì, anh hai làm gì vậy đó. Thì khi mà cái người con này mà nghe được cái tiếng của em mình kêu đó là mới hết hồn, mới giật mình tỉnh dậy đó. Thì khi mà giật mình tỉnh dậy đó là nó thấy là nó đang lơ lửng luôn mọi người, nó đang lơ lửng cách cái giường của nó là tầm khoảng 1 mét mấy vậy đó đó, là nó bay nó lơ lửng như luôn nè, là rất là hoảng sợ luôn, là nó la sùm lên đó. Thì cái người em nó thấy nó la như vậy đó thì mới cầm cái tay của nó, hai đứa nhỏ mà cầm cái tay của nó kéo xuống đó, kéo xuống là nó rớt một cái bịch đó, là cái âm thanh mà chị nghe bên chị hồi nãy chị nói bên phòng chị, mà chị nghe một cái ầm xong rồi chị nghe đùng 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 đó là thằng thằng con này nó rớt xuống giường một cái ầm một cái là hai đứa là vừa rớt xuống cái là hai đứa phóng ra cửa, mở cửa cái là chạy qua bên 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 phòng của chị liền luôn đó, và nó ôm chị nó khóc rất là nhiều và nó nói là nó không có dám qua bển nó ngủ nữa đâu, nó không có dám qua bển nó ngủ nữa, nó ghê quá mẹ ơi đó. Thì khi mà chị chính bản thân chị đó, khi mà chị nghe cái câu chuyện này, chị nghe cái thằng con mình nó kể lại đó, là chị lúc ban đầu á vừa ngay lúc đó luôn thì chị nói chị không có tin. Thật sự nếu như mình đây là con mình mà nói như mình như vậy đó, mặc dù là mình tin tâm linh đi chăng nữa, mình nghe cái câu chuyện nó quá vô lý đi, mình chắc mình cũng sẽ không tin đó. Nhưng mà chị nói á, thoáng đầu thì chị không tin thiệt, nhưng mà chị nhớ lại cái câu chuyện mà chị cái cửa mở nè, và những cái câu chuyện trước mà chị gặp ở những căn nhà trước, những câu chuyện tâm linh nó rùng rợn như vậy đó, thì chị kiểu là mới đầu là không tin 100%, nhưng mà từ đó bắt đầu là 50-50, 50 tin 50 không tin đó. Và chị nói là sau này khi mà chị trải qua một số câu chuyện nữa đó, thì chị nhớ là câu chuyện của thằng con mình mà nó bị nhấc bổng lên trên trên không chung vậy đó, thì chị lúc này là chị đã tin 100% rồi đó. Rồi tiếp theo là một cái câu chuyện kinh dị nữa nha, là chị nói á, là mẹ của chị lúc này là qua nhà chị chơi, và mẹ của chị là cô đang ngủ trưa ở trên tầng 2, tại nhà của chị cũng có mấy tầng đó, thì đang ngủ trưa trên tầng 2 đó, thì cũng giống như là mấy đứa nhỏ luôn, là tự nhiên chị đang ngủ dưới lầu 1, chị nghe cái tiếng rầm một cái đóng kiểu cái tiếng đóng cửa rầm một cái, và nghe cái tiếng đi cầu thang á mà đi rất là gấp luôn, nghe đi xuống cửa phòng chị và đập cửa inh ỏi y như hai đứa nhỏ cái chuyện hồi nãy luôn nha. Là khi mà chị mở cửa ra là mẹ chị chạy vô, bắt đầu là kể lại cho chị nghe là mẹ chị đang lúc mẹ đang nằm ngủ cũng là mơ luôn, thì thấy á, có một cái con quỷ mà mẹ của chị nói là cái con này là con quỷ nữ nó lại đó, là cái mặt nó đỏ ké à, mà cái mỏ nó rất là nhọn luôn, cái mỏ nó nhọn ra nhà mà nó nhọn không phải là như là cái mỏ nhọn bình thường mình nghĩ cái con người không, mà nó mỏ nhọn rất là kinh dị luôn đó. Và nó tiến lại gần mặt của mẹ chị nha, lúc này là mẹ chị thấy vậy đó, là mẹ chị nói trong giấc mơ á là mẹ của chị là hoảng loạn rồi, không không kiểu như bị đứng hình luôn á, thì hai nó lại nó tát vô mặt mẹ chị, nó tát hai cái, nó tát búp búp mina, nó tát hai cái rất là mạnh luôn, hai bàn tay rất là mạnh luôn, mạnh tới nỗi mà mẹ chị hết hồn điếng trong giấc mơ, mà vừa bị tát hai cái vậy đó là mẹ chị giật mình liền, vừa tát búp búp cái là giật mình dậy liền, mở mắt ra liền. Thì đó là thì mẹ chị nói là khi mà giật mình như vậy á, là mọi người nên biết á, là ở trong trong cái giấc ngủ mà khi mà mình bị hù mà kiểu như là một cái âm thanh lớn hay là một cái tác động mạnh á, tới mình mà mình tỉnh dậy á, mình hết hồn mình giật mình dậy đó, thì mình sẽ có 3 tới 5 giây đầu tiên là mình không biết cái gì hết trơn, giống như là hồn mình chưa có về kịp, hoặc là não mình theo khoa học nói là não mình chưa có hoạt động kịp đó nha. Thì cái lúc này khi mà mẹ có vậy bị tát bập bập hai cái vậy, mở mắt ra giật mình là bật dậy luôn á, bật dậy giường ngồi dậy luôn á, thì chị nói là trong thì mẹ chị nói là trong cái lúc mà nó tầm khoảng 3 4 giây đó nha, là chưa có hoàn hồn kịp đó, là còn thấy cái con quỷ nữ đó nó đứng ngay cái cửa, nó đứng ngay cái cửa phòng á, mà nó nhìn thẳng vô vô trong mặt mẹ chị nè, mà nó cái mặt đó là cái mặt rất là kinh dị, rất là ghê luôn kìa, mà mặt rất là hung dữ, kiểu như là rất là tức giận luôn á đó. Đó là tầm là thấy nhìn kiểu như ngồi vậy nhìn nhìn như nè đó, 3 giây cái là bắt đầu là hoàn hồn lại được rồi đó,
là mẹ chị mới chạy giọt ra cửa, mở cái cửa luôn, mở tung mở cái gông âm cái là chạy xuống, chạy chạy xuống phòng chị rồi đập cửa liền đó. Và chị nói á, là khi mà mẹ chị vô á, mà kể xong cái câu chuyện đó rồi đó, thì chị mới để ý trên mặt mẹ chị á, còn hai cái bàn tay luôn, hai cái dấu bàn tay á, mà nó hai cái bàn tay nó lạ lắm, mấy cái ngón tay nó nhỏ xíu giống như là cái tay của xương, giống như là một bộ tay xương, xương không vậy đó, xương xẩu không, chứ không phải là bộ tay da thịt như 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 người bình thường đó. Và hai bên là nó đỏ ké, hai bên mặt là hai hai cái dấu, hai cái dấu tay luôn. Mà hả, chị nói là 3-4 ngày sau đó mới bắt đầu từ từ nó lặn 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 bớt á, mà rờ vô thì không đau nha, nó chỉ là đỏ tấy tấy lên thôi, rờ vô thì mẹ chỉ nói là không có đau, không có bầm, không có đau đớn gì chân á, nhưng mà rửa mặt hoài là nó không có hết, mà cứ 2-3 ngày lăn hột gà luôn, mà lăn hột gà sức dầu này nọ là không hết nha, mà cứ 2-3 ngày sau là từ từ nó lặn, màu đỏ bắt đầu là nó chuyển xuống hồng hồng, nó nhạt nhạt và từ từ là nó mất luôn đó. Mọi người thấy không, hai câu chuyện mà cô con chị với mẹ chị là hai câu chuyện đó, nó kinh dị quá ha mọi người ha. Rồi tiếp theo là thêm một vài câu chuyện nữa nha mọi người nha, chị gửi rất là nhiều mẫu chuyện nhỏ 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 luôn. Cái câu chuyện tiếp theo đó là chị nói lúc này là chị đang nằm mơ, chị ngủ vẫn vẫn là trong căn nhà này ha mọi người ha, căn nhà ở đường quốc lộ 13 này đó, là chị đang ngủ và chị nằm mơ thấy là chị đang đứng trước nhà, đang đứng trước cổng nhà đó, thì đối diện nhà có một cái đám ma, và chị thấy rõ ràng là có một cái nhà sư đang ngồi tụng, đang ngồi kiểu ngồi xếp bằng á, ngồi xếp bằng ngồi bệt á, là đang ngồi tụng trong đó. Tại vì cái đường nó cũng nhỏ, nhìn qua thấy liền á. Thì một chút xíu sau á, chị thấy cái nhà sư này bắt đầu là có người là khiêng cái nhà sư này lên một chiếc xe lăn á, và bắt đầu là ổng tự ổng lăn đi, thì có nghĩa là cái chân ổng bị tật, bị què vậy đó mọi người ha. Rồi á, tự nhiên không có cái ông nhà sư này ổng lăn qua bên nha, ổng lăn qua về phía nhà chị nha. Và ổng lăn lại gần nhà chị, cái bắt đầu là ổng quay chiếc xe lăn vô, ổng nhìn trong nhà chị, mà ổng nhìn hoài, ổng cứ đứng nhìn trên, ổng nhìn xuống dưới, rồi cái ổng nhìn ngay cái cửa đó nha, ổng nhìn ngay cửa, rồi ổng cứ ổng bấm nha, ổng lẩm nhẩm đó. Thì chị thấy lạ quá, chị lại chị hỏi nó, ơ sư ơi, cho bộ trong nhà con có cái gì lạ sao mà sư nhìn hoài vậy, hay là con mời sư vô uống nước nha. Thì cái nhà sư này mới nói á, căn nhà này lạ chứ, hồi nãy giờ tôi đứng tôi nhìn là tôi thấy căn nhà này nó có chuyện lạ lắm nha. Đó, thì chị mới hết hồn, này là vẫn trong giấc mơ nha mọi người nha. Là chị mới hết hồn á, là chị hỏi, ủa sư ơi, trong nhà con có chuyện gì mà lạ vậy nhà sư? Đó, thì nhà sư mới nói á, là ở trong cái căn nhà này á, là có khoảng 5-6 cái vong hồn ở trong cái căn nhà này. Đó, là và ở dưới cái nền nhà này á, là có rất là nhiều cái bộ hài cốt của chiến sĩ ngày xưa. Đó, và đặc biệt là ngay cái cửa cái nè là có 3-4 bộ hài cốt rồi đó, còn ở trong vòng ở trong nhà đó là cũng rất là nhiều bộ hài cốt luôn, nhưng mà ở trong những bộ hài cốt đó là có 4-5 con quỷ, 4-5 con ma, con quỷ gì đó rất là hung dữ, rất là dữ luôn, là sẽ phá gì lắm. Thì khi mà chị nghe nói vậy đó thì chị mới hỏi là vậy có cách nào không nhà sư, có cách nào để mà hóa giải rồi đưa người ta đi siêu thoát gì đó. Thì nhà sư mới nói là bây giờ đó là cô đào lên, tôi thì tôi không có biết cái chỗ là chính xác, tôi nhìn là tôi chỉ thấy gì thôi đó, tôi biết là có hài cốt và có vong hồn trong nhà thôi, chứ tôi không có biết cái vị trí chính xác đó. Cô bây giờ cô phải đào hết cái nền nhà ra luôn, cô coi cái chỗ nào mà không biết nông hay cạn hay là sâu nữa đó, tôi không biết đó, là giờ cô phải đào lên hết, xong rồi nếu mà may mắn cô đào được là cô đem cái bộ hài cốt đó đi vô chùa, cô cầu siêu cho người ta, nhiều khi người ta siêu thoát được là người ta sẽ kiểu như là phù hộ cho cô làm ăn rất là được luôn đó. Trong giấc mơ là chị thấy vậy đó. Thì lúc này là chị nói vậy, nhà sư ơi, nếu mà nhà sư nói vậy đó thì giờ con bứng hết nguyên một cái nền nhà con lên đó thì cực quá, không biết thế nào mà bứng được đó, mà đào sâu hay là cạn cũng không biết nữa, nói vậy là kiểu như là mò kim đáy bể mọi người, rất là khó luôn. Thì chị mới năn nỉ nhà sư, nói thôi bây giờ sư để con có gì con đẩy xe vô, con đẩy xe lăn của sư vô trong nhà từng chỗ, sư đứng sư nhìn giùm con coi á, là cái bộ hài cốt của chiến sĩ này nọ rồi những bộ hài cốt của người ta ở đâu á, để biết để mà con đào lên, chứ bây giờ hàng ngày mà cứ đi ra đi vô mà cứ dậm lên đầu lên cổ người ta hoài là không có được, con cũng áy náy lắm đó, chị nói gì đó. Rồi hả, nhà sư cứ kiểu như là chị không hiểu tại sao nha, là trong giấc mơ chị thấy là cái nhà sư này cứ nấn ná hoài là không có chịu vô trong nhà, giống như là sợ hay là sao đó, giống như là sợ cái những cái vong hồn trong nhà này mạnh quá hay sao đó, mà hả cái trong giấc mơ nhà sư này cứ thoái thác, cái đó là hồi tôi không vô được, tôi bị què, tôi bất tiện, tôi không có vô được, cứ nói rất là nhiều luôn, mà kiểu như là không có muốn vô nhà này.
Và khi mà chị đang năn nỉ, hai người đang nói qua nói lại vậy đó, thì có một chiếc xe tải ngoài đường nó chạy á, nó bóp kèn, nó bóp kèn kèn xe tải, mọi người nghe kèn toàn cái gì đó, cái kèn xe tải đó. Thì khi mà cái kèn cái xe tải nó chạy ngang bóp kèn vậy đó, là chị giật mình, chị tỉnh dậy, chị giật mình, chị tỉnh dậy, chị không còn mơ nữa đó. Thì bắt đầu là chị mới bàn bạc với lại ông xã của chị, thì mới bàn bạc với ông xã của chị bây giờ á, nói bây giờ đào lên á, mà nhà sư nói chung chung vậy á, là không biết là nằm ở đâu, mà không biết là cái giấc mơ đó, lại chị nói là trong cái giấc mơ đó, thì ngay cái thời điểm đó là chị không biết là nó có thật hay không, không biết là nhà sư đó, coi là có những người nhà sư người ta mất đi đó, là người ta báo mộng cho chị, người ta chỉ đường, chỉ lối cho chị vậy đó. Thì chị nói là lúc đó là chị chưa có tin là sự thật đâu, chỉ mới 50-50 thôi, nhưng mà chị chỉ tin 100% là trong nhà này là có vong quỷ thôi. Nó còn cái chuyện mà giấc mơ thấy người ta chỉ bộ hài cốt ở dưới sàn nhà như vậy đó là chị chưa có tin đó. Thì bắt đầu là khi mà có ý nghĩ như vậy rồi đó, thì chồng chị mới nói là thôi bán nhà đi, với lại giờ đưa con đưa cái đi học cũng xa quá, ngày nào cũng chạy lên đưa nó đi học cái tiếng đồng hồ, đi lên đi về 2 tiếng đồng hồ, ngày mất hết 4 tiếng rồi, cứ đưa lên là 2 tiếng, cái rước về cái 2 tiếng nữa mất hết 4 tiếng đồng hồ rồi, bất tiện quá, không có tiện cho cái công việc làm ăn nữa. Nên thôi bây giờ quyết định bán nhà và dời vào trong quận Tân Phú để mà mua nhà đó. Lúc này là anh chị đã chấm một căn nhà trong quận Tân Phú rồi đó. Thì thôi quyết định như vậy rồi, sẵn á, cặp cái chuyện ma quỷ, con mình bị nhát vậy nữa, rồi mẹ mình bị nhát nữa, rồi cộng thêm cái giấc mơ, mặc dù là chưa có tin nhưng mà cộng thêm cái giấc mơ nữa, nên thôi chị quyết định là chị cũng bán nhà luôn đó. Thì khi mà bán nhà xong rồi nha, bàn giao đất đai xong rồi đó, đó thì có những lần mà chị hay đi lên đi xuống để mà chị dọn dẹp nhà đó. Lúc này là đã bán rồi, nhưng mà chị người ta giao hẹn cho chị là 1 tháng là phải kiểu như là phải đưa nhà cho người ta đó, để mà chị dọn nhà cho nó dễ. Thì khi mà qua cái quá trình đó mà chị đi lên đi xuống chị dọn nhà vậy đó, chị cũng có ghé những hàng xóm ở đó. Lúc trước thì chị không có ghé hàng xóm đó, nhưng mà tại vì lần này chị dọn nhà, chị thấy người ta bu lại, người ta nhìn nhiều quá đó, nên chị cũng hỏi thăm người ta coi là sao nhìn dữ vậy, nhà này có chuyện gì hay sao đó. Đó thì cái lúc này đó, cái người hàng xóm, những người mà ở lâu năm đó, người ta mới nói á, là trước khi mà cái căn nhà này được xây lên đó, đó là ở đây là có mấy cái mộ, ở đây là có mấy cái mộ, nhưng mà người dân ở đây người ta thắp nhang bình thường à, chứ không có gì hết đó, không có ma cỏ gì chân á, chỉ là có 4-5 ngôi mộ đó thôi đó. Thì cái ông chủ kia ông lại ông mua miếng đất này xong rồi ông xây cái nhà lên đó, thì không có biết là ông có bốc mộ hay không đó, hay là không có biết là ông có đem lên chùa hay không đó. Và cái một cái trong đó, trong nhóm gì đó, có một cái chú á, cái chú là chú làm xe ôm á, chú cũng lớn lớn tuổi đó nha, chú cũng nói đúng rồi, ngay chỗ cái chỉ ngay cái cửa nhà luôn á, đó là ngay cái chỗ này, là hình như là lúc đó là có mộ của hai người đàn bà với 2-3 người đàn ông vậy, tôi không nhớ nữa, nhưng mà nó nằm tụm lại chỗ rồi, là ngay cái cửa cái luôn nè đó. Thì khi mà chị nghe vậy thì chị mới tin là cái giấc mơ đó mà cái nhà sư đó mà chỉ cho chị biết những cái bộ hài cốt á, là cái đó là giấc mơ, nó là sự thật chứ không phải là như là chị nói, chị không tin nữa đó. Nhưng mà thôi dù sao cũng bán rồi, nên thôi chị cũng dọn dẹp 1-2 lần nữa rồi chị cũng qua bên nhà mới luôn đó. Thì đây là những câu chuyện của căn nhà ở đường quốc lộ 13 mọi người ha. Và tiếp theo là những câu chuyện ở căn nhà mà chị dọn về nè, là cái căn nhà mà chị dọn từ cái quốc lộ 13 này về là một căn nhà bên Tân Phú. À, xin lỗi mọi người, mình có một chút xíu nhầm lẫn. Khi mà chị bán cái nhà ở quốc lộ 13 đó là chị dời về một, chị mua một cái, chị xây một căn nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là căn nhà ở Tân Phú nha. Tại vì ở tập 29-30 là mình là chị có kể một chuyện ở căn nhà ở Tân Phú đó, nên mình có một chút xíu nhầm lẫn. Mình xin lỗi mọi người, mọi người thông cảm, tại vì chuyện nó nhiều chi tiết quá nên là nhiều khi mình có nhầm lẫn chút xíu. Rồi thôi mình bắt đầu lại nha, là sau khi mà chị bán căn nhà ở quốc lộ 13 đó thì chị mới dời về, chị xây một căn nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và chị không có nói là căn nhà nằm ở đâu, và căn nhà đó hiện tại bây giờ chị vẫn còn đang ở luôn, nên mình nghĩ là chị cũng không có muốn nói cho mọi người biết mọi người ha. Rồi thôi mình bắt đầu mình sẽ vào chuyện. Thì cái căn nhà này chị xây đó, lúc này là khác với những căn nhà trước, là chị lúc này là chị không có xây những căn nhà bự nữa, tại vì chị nói là chị ở một những căn nhà lớn như vậy đó, là chị thấy là nó quá nhiều cái câu chuyện ma đi, nên lúc này là chị xây được một cái căn nhà nó nhỏ hơn, thì chỉ là một cái căn nhà cấp 4 thôi đó. Và ở dưới phòng, ở dưới đất đó là có một cái phòng ngủ, và ở trên là có một cái lửng, cũng có thêm vài căn phòng nữa. Và chị đã dọn vào căn nhà này là vào năm 2017, là mới cách đây tầm 2 năm thôi ha mọi người ha.
Thì á, khi mà chị dọn vào căn nhà này, chị nói là suốt mấy tháng đầu luôn, suốt mấy tháng đầu là chị không có thấy bất kỳ cái hiện tượng gì xảy ra hết. Nên chị cũng có một phần là chị yên tâm rồi. Lúc này là chị yên tâm, chị nghĩ là ừ, chắc bây giờ mình xây căn nhà nó nhỏ hơn đó, nên là hả, với lại mình kiểu như là mình thoát khỏi những cái tâm linh đó, nên là người ta không có theo mình nữa. Nên chị thấy là cũng yên tâm ha, chị tính là sẽ ở lâu dài trong căn nhà luôn đó. Nhưng mà hả, khi mà vài tháng yên bình nó trôi qua đó, thì có một ngày, có một hôm đó nha, có một hôm đó, thì cái lúc này đó là chồng chị vẫn như là những thói quen ở nhà kia thôi, là tầm khoảng 5 giờ mấy bắt đầu đưa con đi học, mặc dù là trường nó gần hơn nhưng mà vẫn phải dậy sớm. Thì 5 giờ mấy gần 6 giờ đó là anh dậy, đó là anh bắt đầu là kêu con dậy là chở con đi học. Đó là cũng tầm khoảng 6 giờ 45 tới 7 giờ là bắt đầu là anh trở về đó. Thì chị vẫn vậy thôi, chị vẫn nằm ở nhà chị ngủ thôi chứ không có gì hết. Thì mà khi mà chị đang ngủ đó, khi 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 mà khi mà chị đang ngủ vậy đó, là chị nghe một cái mùi đó, nó rất là hôi. Chị nói là cái mùi nó thúi gì lắm, thúi luôn kìa, mà nó thúi kỳ cạ, kỳ cục lắm. Nó thúi giống như là cái mùi mà chuột chết hay là cái mùi của xác chết vậy đó mọi người ha. Đó, nó rất là cái mùi nó rất là kinh dị luôn. Nó thúi tới nỗi mà chị đang ngủ mà chị phải tỉnh dậy luôn mà đó, chị phải giật mình vậy luôn mà. Thì chị mới bắt đầu là chị nghĩ là ừ, chắc cái ông chồng mình á, đi vòng vòng nhà rồi xì hơi lung tung để mà cái mùi nó thúi như vậy. Thì mới đầu là chị nghĩ vậy thôi. Thì bắt đầu là chị mới đi vòng vòng nhà, chị mới đi vòng vòng nhà chị coi á, thì chị ra tới cổng rồi chị thấy rồi, cái cổng khóa à, cái cổng khóa ngoài là chị biết là rồi, chồng mình đưa con đi học rồi. Lúc này chị mới nhìn đồng hồ, chị thấy là chưa tới 7 giờ nữa thì chắc chắn là chồng mình chưa có về. Đó là bắt đầu là chị biết rồi nha, bắt đầu là chị rồi, không lẽ gì cái căn nhà lần này cũng bị nữa. Đó là chị nghĩ trong đầu vậy rồi đó nha. Đó, và cái mùi thối đó tầm khoảng là tiếng 2 tiếng đồng hồ sau đó là tự nhiên nó hết, là chị nói nó hết kỳ lạ lắm, nó hết ngang luôn vậy đó. Thì bên này mình đang hết khó chịu, mình không biết tại sao mình dùng cái này cái kia, mình xịt xịt hoài mà nó không hết, mà tự nhiên cứ cứ khoảng tiếng mấy đồng hồ sau là tự nhiên nó hết luôn đó, là nó hết ngang xương luôn vậy đó. Đó, và vài tuần sau là cái mùi này đó là chị lại tiếp tục chị nghe nữa, là cũng ngay lúc chị ngủ chị nghe cái mùi vậy, chị tỉnh dậy luôn á, y chang như lần đầu luôn á. Đó, là lần này là chị biết rồi, chị biết là chắc là ở trong nhà này là có bắt đầu là có vong rồi đó, có vong hay là có một người nào đó, có một người nào đó là khuất mặt khuất mày ở trong căn nhà này rồi đó. Rồi thêm một lần đó là lúc này là 9 giờ sáng à, 9 giờ sáng là bắt đầu là ngày chủ nhật ấy, là cả nhà đang ngồi trong nhà đó, có con cái của chị nữa nha, rất rất là đông luôn, 4-5 người gì đó. Thì khi mà đang ngồi trong nhà đó, chị mới nghe một cái tiếng la phong, giống như cái nhà mình mọi người thấy không? Là cái nhà được á, là người ta đổ đổ nền để người ta xây một cái lửng, cái lầu trên á, là cái nền xi măng đó người ta sẽ lợp một cái la phong để cho nó đẹp đó. Và cái la phong đó, nó chỉ lợp cách cái nền xi măng nó tầm một gang tay thôi, và làm kín mít à. À, nhiều khi là không có hả, con chuột con gián nào bò được chứ, thằng lằn không bò được luôn đó. Nhưng mà khi mà cả nhà chị đang ngồi vậy đó, mới nghe một cái tiếng kiểu như là rầm 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 rầm, cái tiếng sen 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 sen. Chị nói là cái tiếng nó giống như là có cái gì đó mà nó cứ bò lòng vòng bò tới bò lui, là bò tùm lum tà la trên trên cái la phòng ở trên đó, và bò rất là nhanh luôn, rất là nhiều luôn, chứ cứ nghe mầm lên vậy đó. Đó là cả nhà ai cũng nghe nha, cả nhà ai cũng nghe hết rồi, ai cũng ngước lên nhìn nhìn xung quanh như nè, trời cái tiếng gì trời đó. Thì bắt đầu là chồng chị bắt đầu là mới lấy cái cầu thang đó mọi người, cầu thang cao đó, đứng lên, và cái la phong thì mình chỉ cần lấy cái tay mình dở lên là thấy thôi đó. Bắt đầu là ổng cầm cái cây rồi sẵn rồi đó, ổng tính ổng dở lên là thấy con chuột con mèo hay là kiểu như giống như là cái hiện tượng à, giống như là mèo mà dí con chuột cái đó đó. Và khi mà ổng lên gần tới thì ổng vẫn còn nghe cái tiếng chạy vòng vòng nha, mà ổng lấy cái tay ổng dở lên, bắt đầu ổng dở lên để ổng ngước lên ổng nhìn cái thôi là nhanh lắm. Ổng nói là chỉ tầm khoảng 1-2 giây thôi, là nếu mà con mèo con chuột thì nó chạy là nhìn thấy liền đó, mà nhưng mà dở lên á là không thấy gì. Cầm đèn pin nhìn xung quanh hết là chỉ thấy là toàn là mạng nhện không à, và mọi thứ là nó im ru luôn, dù có mấy cái bụi á, mấy cái bụi nhìn với mấy cái bụi là vẫn còn nằm im phăng phắc, là giống như là cái hiện tượng giống như là không có bất kỳ một cái động tĩnh gì xảy ra ở trên cái la phong đó hết trơn á. À, ví dụ như có con gì, con rắn, con rết hay là con mèo, con chuột gì nó chạy đó, là ba cái bụi là nó sẽ bắt đầu là nó bay tung mù lên hết luôn đó, và nhìn thấy dấu chân. Còn cái này anh lên đó, anh cầm đèn pin anh nhìn đó, là anh thấy là không có một bất kỳ cái gì mà nó xảy ra hết, cái mạng nhện mà nó còn không có đung đưa mà nó cái mạng nhện mà nó còn nằm im nè, chứng tỏ là không có một cái di chuyển, một cái hoạt động nào trên la phong hết. Thì anh mới leo xuống, anh nói với vợ anh là vậy đó, anh leo lên không thấy gì hết trơn á, là bắt đầu là chị nghi nghi rồi, bắt đầu là chị thấy một cái hiện tượng lạ rồi, cho chị nghi nghi rồi nha. Nhưng mà thôi cả nhà cũng bỏ qua, và khi mà anh lên anh coi vậy xong á là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa đó. Nhưng mà 2-3 ngày sau á là lại cái âm thanh nó lại xảy ra nữa,
đó, nó cứ ầm ầm mà rất là khó chịu luôn, nó chạy ầm 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 sèn 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 bay chạy lung tung lung lung tung tung trên 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 cái la phong của chân đó đó. Nhưng mà cái lần này đó là chị biết rồi, chị biết lần này là chị biết chắc chắn là có một cái hiện tượng lạ, chị không biết là người Phúc Mặc Phúc Mài phá hay là âm binh chiến sĩ phá hay là làm sao đó, mà chị chỉ biết là đây là một hiện tượng tâm linh, một hiện tượng ma cỏ đó, chị nói vậy đó. Thì khi mà chị biết như vậy xong á thì chị mới mua đồ cúng về, chị mới mua, tại vì chị là lúc này là chị đã là cư sĩ tu tại gia rồi nên là chị không có cúng đồ mặn được, nên chị mới làm một cái mâm đồ chay để mà chị cúng. Nhưng khi mà chị cúng cái mâm đồ chay này xong đó thì chị lại thấy là cái hiện tượng đó đó là nó vẫn còn tiếp tục, nó vẫn tiếp tục thêm ba bốn lần nữa luôn. Chị cứ lâu lâu cái là tầm khoảng 9-10 giờ sáng nữa là nghe nó mâm 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 sen 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 sen, là tầm khoảng 15-20 phút là nó hết đó, và cứ 2-3 ngày là bị một lần, 2-3 ngày là bị một lần đó. Nên lần này là chị cũng cắn răng là chị thôi, chị ra chị mua 2 con gà mà kiểu như gà luộc sẵn nha mọi người ha, ngoài chợ đó, gà luộc sẵn đó, là chị mua 2 con gà về chị làm một cái mâm mặn chị cúng. Khi mà chị cúng cái mâm mặn á thì cái hiện tượng nó lại không còn đó. Đó là có nghĩa là chị nói là những người ở trong nhà đó là người ta không có chịu ăn chay, người ta chỉ muốn ăn mặn thôi. Chị vừa cúng 2 con gà thôi là suốt 1 tháng trời sau đó luôn là không có bất kỳ cái hiện tượng gì mà lạ xảy ra nữa. Nhưng mà chị nói á là khi mà cúng vậy rồi đó là tháng nào chị cũng phải cúng luôn, cứ mà không cúng cái là tự nhiên là cái hiện tượng đó nó quay trở lại và nó rất là kinh dị luôn. Và chị nói là trời chết rồi, vì lần này là tháng nào cũng phải cúng cho người ta rồi, mình cúng một lần thôi là người ta bắt mình cúng hoài luôn đó, là cứ mỗi tháng đều 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 mỗi tháng là chị cúng, cứ đúng một cái ngày đó là chị cúng 2 con gà, đúng một cái ngày 1 tháng quay lại cái là chị cúng 2 con gà, chị cúng 2 con gà hoài đó. Và chị đã cúng như vậy đó là 2 năm rồi đó, là tới bây giờ năm 2019 là tới hiện tại bây giờ chị vẫn còn cúng luôn đó nha mọi người đó. Rồi chị kể tiếp tục đó, tiếp tục chị kể là tầm khoảng là năm 2019 nè, là tầm khoảng 8-9 tháng trước, tầm khoảng đầu năm ở 10 ha, tháng 2, tháng 3 gì đó đó. Thì cái lúc này đó là chị nói thường thường ở nhà chị là chị sống tâm linh mà, nên là thường là mùng 2, 16 là chị hay cúng đó, chị cúng cúng chiến sĩ mọi người ha, thiện tháng cúng 2 ngày 2 ngày vậy đó. Thì cái lần đó đó bình thường đó là chị cúng là tầm khoảng 6-7 giờ chiều giống như mọi người thôi, cúng 6-7 giờ chiều. Nhưng mà cái bữa hôm đó không biết sao là chị bận công việc buổi chiều hay sao đó, mà chị bắt đầu là chị tính là chị cúng buổi trưa, hơi lỡ rồi cúng có một bữa cúng buổi trưa coi làm sao. Thì khi cái lần này đó là chị ra chị buổi buổi trưa nha, 11 giờ trưa đó nha, chị ra chị cúng cái mâm đó xong á, và chị bắt đầu là chị trưng bày xong, chị đốt nhang xong chị đi vô để tính chút xíu nữa quay ra để đốt với tài vàng bạc. Thì khi mà chị vừa quay vô thôi là chị thấy tự nhiên lúc này còn chị còn đang đứng ngoài 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 cửa nhà mà chưa có đi vô nhà, mà thì chị thấy giống như là giữa trưa nắng mà tự nhiên đâu có một cái làn gió nó lạnh lắm, nó lạnh hết cái xương sống chị, mà lạnh dựng tóc gái luôn, mà nó bay nó sượt qua ngang qua chị là chị thấy lạnh đó, mà chị rùng rùng mình vậy luôn nè đó. Mà giữa trưa 11 giờ trưa nha đó, là chị rùng mình cái gì là lạnh lạnh quá đó. Bắt đầu là chị đi lè đi vô trong nhà đó, và chị nói là chị nghĩ là ừ chắc là trong nhà mình có nhiều khi hả, đó là giông hồn ngoài đường, giông hồn ngoài đường ngoài xá thấy cúng với người ta tề tụ tới người ta ăn, người nào mà yếu yếu trong người hoặc là hợp dí cho chị đó là sẽ cảm nhận được là người ta đi qua đi lại trên người mình luôn, nên mình mới có cái cảm giác là lạnh lạnh vậy đó. Tại vì cái đó là âm tính mà mọi người ha, mình là mình dương tính mà. Thì chị đi vô nhà chị nghĩ là ừ chắc là trong nhà mình có thờ phượng này nọ đâu, nên chắc là người ta không dám vô đâu, của quyền thất tổ này nọ chắc cũng che chở, chứ người ta không dám vô đâu. Thì khi mà cúng xong như vậy đó, chị với chồng chị đó mới bắt đầu là dọn một cái mâm cơm ở trong này để mà ngồi ăn. Ăn xong á là chị nằm ở trên cái ghế để mà chị ngủ, cái ghế phòng khách á để mà chị ngủ. Nhưng mà chị nói là chị khi mà chị ngủ vậy á là chị không có ngủ được luôn. À, và cái lúc này á là ông xã chị nha là đã đi lên phòng ngủ rồi, và chị nằm ở đó là chị kiểu như là coi tivi xong rồi ngủ luôn á. Mà cái lúc này là tầm khoảng 12 giờ trưa nha mọi người nha, sáng trưng vậy nha. Chị nói là chị đang nằm thiêu thiêu ngủ á là chị thấy cảm giác giống như là có ai mà giật giật cái chân của mình, kéo kéo cái ngón chân, mấy cái ngón chân mà kiểu như là người ta cầm vậy nè, người ta kéo vô như là kéo ngón chân của mình vậy đó, mà kéo nhẹ nữa nha. Mà chị thấy lạ, nó bắt đầu là chị liêu thiêu, chị mơ bỏ mất cái chuyện ngó thử coi là hả kiểu như là chồng mình giỡn với mình hay sao đó. Thì ha, cái lúc này đó khi mà chị mở mắt ra vậy đó là chị thấy có một cái đứa bé đó, chị thấy rõ ràng có một cái đứa bé khoảng 9-10 tuổi nó đứng ngay chân của mình luôn đó, nó đứng ngay chân của mình là chị bắt đầu là chị hốt hết hồn, chị hốt hoảng rồi. Nhưng mà chị nói là lúc là những năm sau này là chị đã đỡ sợ ma rồi, thì mới mới đầu mình gặp cái hiện tượng vậy là mình chỉ hết hồn thôi,
chứ không có phải là hoảng sợ như ngày xưa mà bỏ chạy đâu. Đó là chị mới hết hồn, chị đứng, chị bật, chị đang làm, chị bật chị là chị hết hồn. Chị nhìn nó, chị nhìn nó chầm chầm luôn, và chị nói là cái nó bình thường lắm, nó không kiểu như là chỉ là người nó tái tái chút xíu thôi, chứ không phải là giống như là ma quỷ kia, mà giống như những lần mà những lần khác mà chị nghe kể và chị thấy là nó máu me gì chứ, là chị không có thấy như vậy. Chị thấy là một đứa bé bình thường mà cái gương mặt rất là tội nghiệp, cái con người thì tái mét là đứng đó nhìn chị đó. Và bắt đầu là chị mới đầu là chị hỏi nó ở con nhà ở đâu, con muốn cái gì đó. Thì khi mà chị vừa hỏi vậy xong đó nha, là đứa bé nó biến mất đó, là lúc này là nó không có nói gì với chị chân, là tự nhiên nó biến mất luôn đó. Và chị nói là rồi chị không ngủ được luôn, và chị bắt đầu là chị tỉnh dậy, chị làm việc nhà luôn đó. Và chị nói là suốt một tuần lễ vậy đó, là tới buổi trưa là cứ thấy cái hiện tượng đó, đó là chị không có ngủ được, mà những lần sau là chị không thấy đứa bé nữa, nhưng mà chị có cảm giác là giật ngón chân mình thôi, cứ mở mắt ra là thấy mất tiêu. Mà chị nói cái thói quen chị từ xưa giờ là chị hay ngủ trưa đó, và đột nhiên bị cái hiện tượng vậy đó, là suốt một tuần lễ vậy là chị không ngủ trưa được á, không có ngủ đủ giấc á. Bởi vậy là con người chị nó rất là mệt, rất là uể oải luôn. Rồi một cái hôm đó, là lúc này là chị nói là tầm khoảng 6 giờ 15 buổi sáng nha, là chồng chị là tiếp tục là chở con đi học rồi đó, là chị cũng nằm ngủ nhà mình đó. Thì khi cái lần này là khi chị nằm á, chị cũng là nằm nghiêng qua vậy đó, và chị nằm ngủ và chị lại cảm thấy là giống như là có một cái người nào đó đang nằm mà đang ở đằng sau lưng mình, và giống như đằng sau lưng mình tự nhiên nó lạnh lắm. Và chị cứ cảm giác, tại vì á, con người mình là có những cái giác quan á, là khi mà có ai mà tự nhiên nằm xuống giường mà nằm sau lưng mình là chắc chắn mình biết chứ, đúng không mọi người? Mặc dù là ngủ nhưng mà mình sẽ biết là có người nằm kế bên mình chứ đó. Thì chị cũng vậy đó, chị đang nằm, chị quay qua đây chị ngủ là chị cảm thấy giống như là có ai đang nằm ở đằng sau lưng mình mà đang nằm ở đó, rất là lạnh luôn. Thì chị quay qua đó, chị bắt đầu là chị quay qua liền thì chị trời, chị hết hồn cái là chị thấy cái thằng nhóc hôm bữa là nó đang nằm, mà nó kiểu nó nằm, chị nói là nó nằm mà tội nghiệp lắm. Mà cái lúc này là người nó tái, nó đen đen mà nó tái nhợt cái đó, là nhóc đang nằm, nó nằm như này rất là tội nghiệp luôn, kiểu như là nằm khúm núm mà là giống như là mấy người mà vô gia cư nằm ngoài đường mà vừa đói vừa lạnh vừa rét á, mọi người hay nằm kiểu giống vậy đó. Thì khi mà chị quay qua vậy đó, thì chị tính kêu nó, chị tính hỏi nó, là chị biết lúc này đó là chị biết là ma rồi đó, nhưng mà chị không có sợ nữa, tại vì chị đã theo con đường tu tập và theo Phật rất là lâu vậy rồi đó, nên chị biết là vong hồn cần cái sự giúp đỡ, nên chị mới hỏi là con muốn cái gì không, chị tính hỏi vậy đó. Thì khi mà chị vừa mở miệng đó, thì thằng bé này nó bật dậy và nó đi ra, và nó đi xuyên qua khỏi cửa luôn nha, nó đi xuyên qua khỏi cửa và về cái khúc nhà bếp luôn á, tại vì đi ra khỏi cửa đó là tới nhà bếp rồi đó, là nó đi xuyên qua vậy luôn đó. Thì khi mà chị thấy vậy xong đó, thì chị cũng lôi cô chị ngồi dậy, và chị tính là thôi không ngủ nữa, và bắt đầu là cũng ra bếp để mà làm đồ ăn này thôi luôn á. Thì khi mà chị bước ra bếp á, chị mới nhớ tới cái thằng bé hồi nãy á, là nó đi ra ngoài cái hướng bếp này. Thì khi mà chị đứng ngoài này đó, thì chị mới bắt đầu là chị lẩm nhẩm, chị khấn, chị nói là thôi có hương linh nào ở trong nhà đó, hay là cái vong hồn của đứa bé nào đó, thôi con có muốn ăn uống gì đó thì để cô có gì cô cúng cho con nha. Khi mà chị vừa khấn vái gì xong á, thì tối hôm đó là chị nằm chị ngủ và chị mơ thấy là cái thằng bé đó là nó đứng ở dưới chân giường của chị đó, nó đứng kiểu như chị nằm thì nó đứng ở dưới chân giường á, và nó đứng đó. Thì chị mới bắt đầu là chị ngồi dậy từ từ, chị thấy, tại vì lần này lần thứ ba mình gặp nó rồi, nên là chị lần này là hầu như là chị không có hết hồn, chị cũng không có sợ nữa luôn đó, nên bắt đầu là chị mới ngồi cầm vậy và chị nhìn nó. Thì lúc này đó thằng bé nó mới nói chuyện với chị, lúc này là nó đã nói chuyện với chị luôn. Nó nói với chị là những cái lần trước khi mà chị cúng vậy là nó ăn không có được. Thì chị hỏi ủa sao kỳ vậy, cô cúng tới 12 chén cháo lần mà sao con ăn không được. Thì nó mới nói là con không có giành giật lại với lại mấy chú lớn tuổi, mấy chú lớn rồi, con mà cúng ra vừa cúng ra cô vừa cắm nhang thôi á, là hả người ta bay lại người ta giật người ta đẩy con ra dữ lắm, con không có ăn được đó. Thì bởi vì con mới đi theo cô đó, con thấy là con hợp với cô, nên là con mới đi theo cô, rồi buổi trưa con hay giật chân cô rồi nọ rồi để mà cô cúng cho con đó. Thì hồi sáng này cô có đứng cô khấn vái vậy, thì tối nay con hiện lên cho cô để mà cô cúng đồ đạc cho con mặc nữa. Con là con chết lâu rồi, bây giờ thì mồ siêu mã lạc rồi, gia đình cũng không có biết là ở đâu hết trơn á, nên là không có ai mà cúng kiến cho con được, kiểu như là thất lạc luôn mọi người ha, là không có ai cúng kiến hết trơn á, nên là không có đồ ăn, không có đồ mặc luôn đó. Thì khi mà con thằng bé nó nói tới đây á, thì có một con gà bên hàng xóm đó,
mới gái lên và chị bắt đầu là chị giật mình, chị tỉnh dậy. Chị giật mình, chị tỉnh dậy và chị biết là mình mới gặp gì giấc mơ, là gặp cái thằng bé vậy đó. Đó rồi là khi mà chị dậy xong là chị đợi tới sáng là chị nấu một cái nồi cháo nhỏ nhỏ này nè, một cái nồi cháo nhỏ nhỏ nè, rồi chị mua cũng giấy tiền vàng bạc rồi đó, đồ của trẻ em, đồ mà đồ giấy mọi người ha, đồ của trẻ em con nít này rồi đó. Bắt đầu là chị đem ra chị nấu cháo rồi chị khấn riêng bé này nha. Chị nói là, tại vì chị nói là chị không có biết tên tuổi, nhưng mà chị nói là con ơi, tối qua con cô thấy con vậy đó, rồi giờ hôm nay là cô nấu một nồi cháo với tiền vàng bạc hương quả trái cây gì đó, cô cúng vái cho con, có gì con về đây con hưởng nha. Đó thì cô cũng nấu múc ra hai ba chén cháo và cô bắt đầu là cô đốt với tiền vàng bạc hết đó. Thì cô bắt đầu là cô mới đi vô. Thì khi mà cô đi vô bếp là cô, chị nói là khi mà chị nói là chị đi vô bếp á, chị đi vô bếp vậy là chị thấy giống như là có một cái bóng, nó lẹ lắm, có một cái bóng mà nó sượt ngang qua chị, là đi từ cái bếp á, là chạy ra ngoài hướng cái cửa, là hướng sau lưng chị, là hướng cái cửa nhà đó. Nó chạy một cái sượt ngang như là một cái bóng đen đó, nó là lạ lắm. Thì chị nghĩ là chắc thằng bé nó thấy mình cúng như vậy đó, nên là bắt đầu là nó chạy ra để mà nó ăn uống rồi đó. Rồi một lần sau đó nữa là cũng cách đó, cách cái hôm mà gặp cái thằng bé đó và cúng cho thằng bé đó xong đó, thì vài hôm sau á thì cô lại nằm mơ, kiểu chị lại nằm mơ một cái giấc mơ là chị thấy là tự nhiên sau á, trước cửa nhà của mình á, là nó có kiểu như là một hay cũng như là mấy trăm đứa con nít luôn, mấy trăm đứa con nít rất là đông luôn đó, là đang tụ tập ở ở ở ở đằng trước cái cửa nhà của mình, rất là đông luôn, láo nháo lên. Và đứng là chìa tay vô nhà cô là: cô ơi cho con xin chén gạo, cô ơi cho con xin chén nước, cô ơi cho con xin bộ đồ, cô ơi cho con xin tiền bạc hay nọ đồ. Và đứng láo nháo rất là đông. Cái cảnh tượng nó giống như là cái cảnh tượng mà ở trong cái trường mẫu giáo mà tới cái giờ ra chơi vậy mọi người. Đó, cô nói là nó đông, là nó tự nhiên nó láo nháo nó bu lại trước cửa nhà cô giống vậy đó. Đó thì chị mới bắt đầu là chị đi lẹ ra để chị coi là cái gì. Thì khi mà chị thấy cảnh tượng đó, chị nói tụi con chờ một chút để cô vô cô lấy gạo cô cho tụi con nha. Đó, cô là chị nói gì đó, là chị mới quay vô. Thì khi mà chị vừa quay vô cái là chị tỉnh dậy. Đó là chị tỉnh dậy lúc đó là giấc mơ mọi người ha. Thì khi mà chị tỉnh dậy xong á là chị lẹ chị đi xuống bếp, là chị chúc hết nguyên một cái nồi gà nồi cái một cái kiểu như là cái lu đựng gạo của mình đó, cái lu nhỏ nhỏ đựng gạo đó, là chị chúc hết luôn, chị nấu nguyên một cái nồi cháo thiệt là bự luôn. Và chị bắt đầu là chị bắt cái bếp lên đó, chị nấu không, chị để đó, bắt đầu là chị chạy ra ngoài chợ, chị mua giấy tiền vàng bạc đồ quá trời, một cái bao lớn vậy nè đó. Và chị về là chị rải trước nhà ha, chị đem cháo rồi chị lấy mấy, chị mua mấy cái chén nhựa đó, chị mua nhiều lắm, chị nói chị không biết bao nhiêu mà chị mua nhiều lắm, chị đổ kiểu là chị bài muốn hết cái sân luôn mà, tại vì chị tầm mơ chị thấy là quá trời đứa nít vậy luôn, chị thấy tội nghiệp quá đó, nên chị bài hết nguyên một cái sân luôn, chị múc hết từng cái rồi xong rồi giấy tiền vàng bạc là chị rải xung quanh gì đó. Đó là tầm khoảng nửa tiếng sau chị cũng thắp nhang luôn, thắp một bó nhang lớn nè. Tầm khoảng nửa tiếng sau khi mà nhang vừa tàn á là chị đem cái tiền vàng bạc đó là chị đốt, trong đó là có giấy tiền vàng bạc, quần áo rồi ba cái bùa chú, ba cái gì, ba cái giấy mọi người ha, là đốt rất là lớn luôn. Đó là thì chị nói là kể từ đó về sau cho tới hiện tại bây giờ nữa nha, chỉ là tới hiện tại bây giờ là tầm khoảng 6-7 tháng nay thôi, là chị không còn thấy bất kỳ một cái hiện tượng nào lạ xảy ra trong căn nhà của chị nữa. Nó thì đây á, thì đây là những câu chuyện của chị Ngọc Chiếu đã gửi về. Còn một câu chuyện nữa, nhưng mà câu chuyện này là xảy ra ở nhà người cô của chị thôi, nhưng mà thôi để cái hôm nay là chắc là dài quá rồi nên mình chắc mình sẽ để qua cái tập 37, mặc dù là nói chuyện nó cũng rất là ngắn thôi, nhưng mà tại vì cái tập hôm nay là chắc cũng phải bốn mấy phút rồi, ba mấy bốn mấy phút rồi gì đó, thì thôi mình nghĩ là dài quá mọi người nghe nó cũng chán mọi người ha, nên thôi mình sẽ quyết định là mình sẽ để một cái tập chuyện ngắn đó qua cái tập 37. Còn ngày hôm nay là những câu chuyện ngày hôm nay là kết thúc mọi người ha. Thì mình nói một chút xíu á, thì khi mọi người nghe những câu chuyện này á, mình chắc chắn á là có người tin và có người sẽ không tin và có người thấy vô lý đó. Còn riêng với bản thân mình á là mình tin hoàn toàn 100% luôn, tại vì cái giọng điệu của chị kể như lần trước mình nói á, cái văn của chị kể lại cho, mặc dù là mình không có nghe cái giọng nói của chị đó, không có nghe giọng nói của chị kể chuyện, chỉ là chị gọi nó nói chuyện với nhau thôi, nhưng mà mình thấy chị kể mỗi cách rất là kiểu như là chân thật, và chị cũng mình nghĩ là chị cũng không có lý do gì để mà nói xạo về những cái câu chuyện này hết. Đâu có ai rảnh ra bỏ một tuần lễ để viết một đống câu chuyện dài vậy để mà gửi về cho mình để mà nói xạo mình đó mọi người ha. Thì mình nghĩ đây là một câu chuyện nó có thật 100% luôn, mặc dù là mình nghe mới đầu mình nghe nó cũng hơi lạ lạ thiệt,
đó thì mọi người nghe, mọi người thấy nó có vô lý hay là mọi người tin vào hay là làm sao đó thì mọi người hãy comment phía bên dưới nha, để cho mình biết xem là mọi người đánh giá cái câu chuyện này như thế nào. Và mình cũng cảm ơn chị Ngọc Chiếu rất là nhiều luôn vì chị đã dành thời gian ra để chị gửi về những câu chuyện đó rất là dài, rất là hay như vậy để cho mình kể lại cho mọi người nghe, rất là nhiều yếu tố kinh dị luôn ha mọi người ha. Rồi nếu mọi người xem á, mà thấy hay đó thì mọi người hãy là bấm like, bấm chia sẻ nè, bấm đăng ký và bấm chia sẻ cho Facebook, Zalo rồi nọ rồi đó để cho bạn bè mình cùng xem, để cho mọi người biết nhiều tới mình. Thì khi mà mọi người biết nhiều tới mình á thì người ta sẽ gửi về, tiếp tục gửi về những câu chuyện ma cho mình để mình kể lại cho mọi người cùng nghe ha mọi người ha. Rồi câu chuyện tới ngày hôm nay là đã kết thúc mọi người ha. Xin chào mọi người.